Ngày 4 tháng 9, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đã đến thăm tặng quà động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại năm chốt kiểm soát cố định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc và một chốt đường thủy. Tại các nơi đến, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi ghi nhận và biểu dương cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đang trực tại các chốt, không quản ngại khó khăn, ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe của cán bộ chiến sĩ, chia sẻ những vất giả và động viên cán bộ chiến sĩ, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, trong khi làm nhiệm vụ. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không lơ là chủ quan, kiên quyết giữ vững và mở rộng dùng xanh trên địa bàn thành phố, cùng chính quyền địa phương để lùi dịch bệnh. Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đã trao tặng 125 bộ đồ bảo hộ, 12 thùng sữa, 50 hộp khẩu trang, 6 bột bánh và tiền mặt. Tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng do công ty cổ phần may Diệt Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phú Phú Châu và bà Lưu Thị Kim Soàn tặng. Cũng trong dịp này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đến thăm tặng quà cho lực lượng tham gia hỗ trợ người dân chạy thận nhân tạo các quyền thị lân cận lưu trú tại nhà nghỉ Phạm Mi Nguyễn và tặng quà trị giá 14 triệu đồng do bà Lưu Thị Kim Soàn tài trợ và tặng 140 bánh trung thu cho bệnh nhân chạy thận do nhà hàng khách sạn Trường Phát tài trợ.